Vâng, xin lời đầu tiên cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào đến toàn thể quý vị tham dự hội thảo ngày hôm nay à, Cũng rất là vinh dự cho tôi được đứng đây ngày hôm nay để có thể là một người con của Việt Nam Nhưng có một không phải ở Huế, nhưng lại có một chút đôi chút cái tình cảm với Huế à, Cũng xin thưa với tất cả quý vị rằng là tôi là một nhạc sĩ Và cũng là một nhà giáo chuyên dạy âm nhạc Trước đây tôi công tác tại Nhà viện Hồ Chí Minh Và gần đây thì tôi có nghiên cứu về nhã nhạc cung đình Việt Nam và vì đây một cái đề tài mà tôi thấy rất là đặc trưng và có thể nói là duy nhất tại việt nam mới có cái gọi là âm nhạc cung đình và khi nhận được cái thư mời trong cái tham luận để mà cho hội thảo ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là qua cái quá trình tôi được tiếp cận được đến huế được tìm hiểu về nhã nhạc thì tôi thấy rằng là cũng cần có một số cái tiếng nói nhất định từ những người làm chuyên môn như chúng tôi để có một thêm gọi góp thêm một cái phần một góc nhìn nữa đối với những di sản, đặc biệt là di sản vi vật, phi vật thể. kính thưa quý vị, là như chúng tất cả quý vị đã biết thì nhã nhạc cung đình đã được UNESCO công nhận từ năm 2003, tức là đến nay đã là 20 năm. Và vừa rồi tôi cũng rất vinh dự được dự cái lễ kỷ niệm 20 năm nhã nhạc và 30 năm di tích quần thể di cô đô. Và cũng nhận thấy được cái sự đầu tư rất là quan tâm của thành phố Huế đối với cả các loại hình nghệ thuật truyền thống. À, tuy nhiên, những với những thành tựu mà tất cả chúng ta đã đạt được cũng như là những cái quá trình phát triển để bảo tồn và lưu giữ cho đối với nhã nhạc thì tôi nghĩ rằng vẫn còn đâu đó những cái vấn đề cần phải suy nghĩ cần phải quan tâm hơn nữa và cái phần đầu tiên thực ra từ sáng đến giờ tất cả các anh chị các chuyên gia cũng đã nêu rất là nhiều về vấn đề những cái cơ hội mà khi tham gia mạng lưới UNESCO thì tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên giống như là ngày xưa cách đây 20 năm khi mà nhã nhạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì ngay lập tức nhã nhạc đã được một sự quan tâm nhận được một sự quan tâm rất lớn kể cả từ trong nước lẫn ngoài nước, đặc biệt rất nhiều những chuyên gia từ nước ngoài đến Việt Nam cũng như là đã có kinh phí để có thể phục hồi. Nhưng năm 1996 thì có quỹ for tài trợ để mà mở được cái lớp nhã nhạc đầu tiên. Và theo tôi được biết thì đến nay thì tại Huế đã có 5 cái di sản được UNESCO công nhận và trong đó thì di sản vi vật thuể, thể thì có nhã nhạc cung đình và thơ văn kiến trúc cung đình Huế và cũng rất là nhiều di sản cấp quốc gia khác. À, khi mà tôi được nói chuyện và trao đổi cùng tất cả mọi người về cái gọi thành phố sáng tạo UNESCO, tới Huế thì thực ra tôi cũng rất là phân vân rằng là tại sao mà Huế với quá nhiều những cái cái gọi là cái di sản Quá nhiều cái sản phẩm văn hóa cũng như là cả vật thể và phi vật thể Vậy thì lựa chọn như thế nào để mà Huế có thể à, lựa chọn được một con đường đúng nhất Và có thể kết hợp cũng như là kết nối tất cả những di sản Để có thể tạo ra một cái động lực rất là mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế à, Tôi cũng xin à, đi qua cái phần lợi ích khi tham gia vào mạng lưới Vì sáng nay cũng đã nói rất là nhiều Và đối với nhãn nhạc thì cũng xin cũng trao đổi một chút xíu vì có thể là có những anh chị các chuyên gia cũng về nhiều ngành khác cũng chưa có nhiều thông tin về nhã nhạc thì nhã nhạc qua rất nhiều nghiên cứu thì đều có thể khẳng định rằng là bắt nguồn từ trung quốc và sau đó trải qua nhiều giai đoạn nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau và du nhập sang các nước ở khu vực đông á đông bắc á và việt nam à, ví dụ như việt nam chúng ta thì à, bắt đầu có cái khái niệm nhã nhạc từ những thời lý sau đó đến thời trần thời lê thì đến thời lê là chúng ta gọi là gần như là sao chép gần như nguyên bản của nhà minh của trung quốc trong khi đó thì hàn quốc thì là du nhập thời đường và khi mà đến hàn quốc thì âm nhạc cung đình nó được kết hợp với âm nhạc bản địa và tạo thành một cái âm nhạc riêng của hàn quốc âm nhạc cung đình hàn quốc và ở nhật bản cũng là thời đường nhưng ở nhật bản họ lại chỉ sử dụng cái phần âm nhạc để dành cho cái công tác gọi là giải trí thôi họ không dùng cái phần nhạc lễ mà riêng ở việt nam chúng ta thì dùng cả nhạc lễ và cả giải trí đấy là lý do tại sao mà ở việt nam hiện nay chúng ta có cả tiểu nhạc và đại nhạc tức là đại nhạc thì thường là dùng cho các nghi lễ nhiều hơn và tiểu nhạc thì dùng cho các hoạt động mang tính vui lễ lạt của cung đình đây là hình ảnh của một dàn tiểu nhạc và đây là dàn đại nhạc đại nhạc thì chúng ta dễ hình dung là đàn đại nhạc thì các nhạc công sẽ sử dụng kèn và trống là chủ yếu và tiểu nhạc thì dùng các loại nhạc khí nhỏ hơn âm lượng nhỏ hơn và hiện nay thì nhã nhạc cung đình nó tồn tại chỉ còn ở ba dạng hình thức chính mặc dù trước đây nó rất nhiều hình thức khác nhau nhưng hiện nay chỉ còn ba hình thức là nhã nhạc uh, tiểu nhạc đại nhạc và cái múa cung đình thì chúng, chúng ta rất quen thuộc với các anh chị ở huế thì ta biết đây là múa lục cúng hoa đăng và sau khi unesco công nhận đến nay thì qua quá trình tôi tìm hiểu thì hiện nay nó có một số vấn đề chúng ta có thể cùng trao đổi thứ nhất là về uh, trình diễn cái loại hình này chúng ta làm sao để tiếp cận được khán giả hoặc là những người yêu văn hóa tìm hiểu đến huế khách du lịch thì họ tiếp cận với nhã nhạc như thế nào à, hiện nay thì theo tôi được biết là chỉ có hai địa điểm thường xuyên trình diễn nhã nhạc một là ở trong đại nội ở duyệt thị đường và hai là ở minh khiêm đường của lăng tự đức nhưng ở lăng tự đức thì rất là ít khi được biểu diễn và cá nhân tôi khi là một người nghiên cứu à, tìm hiểu và đến huế vào thăm đại nội ngồi chờ để được xem, được thưởng thức nhã nhạc thì thực sự là cũng hai lần đều rất thất vọng và phải đi về và phải đi lên xem trên trên YouTube Bởi vì cũng là cái nó bị một cái hạn chế rằng là phải đủ một cái số lượng nào đó khán giả thì mới có thể biểu diễn được mới đủ doanh thu để mà cái các nghệ sĩ trình diễn và đảm bảo được cái cuộc đời sống thì đây là tôi nghĩ rằng nó là một cái điểm cũng rất là hạn chế ngoài ra thì nhã nhạc mà được trình diễn ở trong các nghi lễ đây là ví dụ như lễ tế đàn Nam Giao lễ Sa tắc và tôi xin đưa xin đi qua một chút về công tác đào tạo. Hiện nay thì đào tạo nhã nhạc ở Huế nó chỉ có hai đơn vị đào tạo thôi. Một là ở trường trung cấp văn hóa nghệ thuật từ Thiên Huế, nằm trong cái chương trình đào tạo âm nhạc truyền thống. Và hai là nằm trong cái khoa âm nhạc và di sản của Học viện âm nhạc Huế. Và hiện nay theo tôi biết thì gần nhất thì chỉ có một sinh viên học. Và tổng số sinh viên năm 1996 là 15 học viên đã được quỹ pho tài trợ. Và sau đó từ năm 96 cho đến 2023 thì cũng chỉ có khoảng 22 học viên. Tức là tổng số mỗi năm chỉ có khoảng chia trung bình là, là có một học viên thôi. Và hiện nay không mặc dù là số lượng nó không phải là lớn nhưng gần như không phải tất cả những học viên này ra đều có thể làm và họ đa số là có thể bị chuyển sang những ngành khác. Và có một cái điều mà tôi cũng thấy rất cần phải suy nghĩ đó rằng là nghệ sĩ ưu tú Trần Thảo là con của nghệ nhân một trong trần kích rất là nổi tiếng đã đăng trên cái báo thể thao văn hóa là khi được hỏi về cái cái chuyển biến nào thì ông trả lời rằng là cái chuyển biến lớn nhất đó là sự quan tâm của người nước ngoài tức là gì ạ? nghe rất buồn ở chỗ rằng là chính ở trong nội địa mình trong Việt Nam và cụ thể ở Huế thì cái sự nghiên cứu hay là quan tâm thực sự dành cho nhã nhạc nó chưa thực sự đạt được cái kỳ vọng của những người làm công tác chuyên nghiệp và cái đóng góp của nhã nhạc thì theo cái nghiên cứu của một cái nghiên cứu của đại học du lịch huế tức là cái lượng khách nhã nhạc đến xem âm nhạc cung đình thì đạt đến một triệu năm 2016 và tổng thu thì lớn nhất là đạt khoảng gần 2 tỷ 500 triệu đồng vào năm 2018 19 và cái tỷ suất doanh thu thuộc phần trăm thay khác nhã nhạc thì nó chỉ khoảng cao nhất là 2,2 một con số rất là khiêm tốn, một loại hình đã được UNESCO công nhận và có thể nói là tôi tôi nghĩ rằng là ở cá nhân tôi thì không ở đâu ở Việt Nam hiện nay có một cái di sản phi vật thể quý giá như những nhạc cung đình nhưng chúng ta lại gần như không khai thác được và đóng khung nó ở trong một cái môi trường rất là nhỏ là nằm trong đại nội mà thôi. À, cái mô hình này thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là hiện nay không chỉ riêng ở nhã nhạc đối với các hoạt động đào tạo, hoạt động trình diễn và các sản phẩm kinh tế về văn hóa thì hoặc là nhà nước sẽ đầu tư, à, nhà nước đầu tư sau đó thì nó gần như không có một sự tái tạo hoặc là không cái, cái mũi tên mà mở là tôi nghĩ rằng là không có một cái sự tương tác giữa tất cả các đơn vị nằm ở trên, tức là tự họ có thể tìm cách để mà cùng nhau phát triển mà hoàn toàn là chúng ta đang phải trông chờ vào sự gọi là ngân sách từ nhà nước à, mà cái này tôi nghĩ rằng là cần rất cần một cái cơ chế làm sao mở đặc biệt là ví dụ tôi thấy ở nước ngoài khi mà các doanh nghiệp họ đầu tư vào các sản phẩm văn hóa họ được những cái ưu đãi về thuế hay là những ưu đãi khác về quá trình kinh doanh họ tạo ra một cái cái động lực từ các doanh nghiệp làm sao mà phát triển cái văn hóa và cũng như sáng nay cũng rất nhiều cái nhiều cái cái ví dụ từ các nước thì ở đây tôi xin đưa ra một cái ví dụ thôi để tránh mất thời gian quá nhiều của hội nghị Thực ra Nhật Bản thì giống như nãy các anh Vinh cũng có nói là một đất nước họ rất giỏi trong chuyện xây dựng hình ảnh mà họ tạo ra được những cái sản phẩm văn hóa của họ cả thế giới biết mà họ tạo thành một cái đạo. Thì ở Gagaku ở Nhật thì nó cũng tạo thành một cái sản phẩm mang tính được rất được nhân dân Nhật họ rất tự hào. Trong một buổi này, tôi có nói chuyện với cả chị, chị Vân thì tôi cũng thấy rằng là bản thân hình như người Huế chưa thực sự tự hào về cái loại hình âm nhạc này của mình mà chúng ta đang rất tự hào về rất nhiều loại hình khác nhưng dường như là âm nhạc cung đình nơi duy nhất chúng ta có chúng ta chưa thực sự tự hào. Và người Nhật xây dựng hình ảnh nhận diện rất đẹp. Họ lên sân khấu là rất nổi bật, đi đâu là rất là đẹp. Hoạt động trình diễn thì giới thiệu công chúng nó rất đa dạng. Xin thưa rằng các anh chị có thể đến Nhật và đến bất kỳ một thành phố nào họ cũng đều có cái loại hình này đây tất nhiên chúng ta không có thể nghĩ tôi không ý rằng là chúng ta sẽ mở rộng cái loại hình này ra trình diễn ở nhiều nơi nhưng ở Huế chúng ta có thể trình diễn ở nhiều địa điểm và làm sao để giảm cái sự khó khăn để tiếp cận với cái loại hình và cái những người nghệ nhân thực ra hiện nay thì theo tôi, tôi biết những người thuộc dạng thuộc cái thế hệ đồng ấu mà đã sinh hoạt trong cái dàn cung đình nhã nhạc đấy, thì tất cả đều đã qua đời và bây giờ tất cả chúng ta chỉ còn lại F 1 F 2 thôi và những người nghệ nhân khi mà họ được phong nghệ nhân của những loại hình này thì cuộc sống của họ rất là đảm bảo ở, ở Nhật Bản. Mà chúng ta thì hiện nay tôi biết là các thầy đang phải đi trình diễn rất nhiều nhưng mà gần như là không được trình diễn cái loại hình này mà chuyển sang loại hình khác. Ví dụ trình diễn âm nhạc Phật giáo. Đồng ý rằng nó có những tương đồng nhưng nó vẫn không phải là nhã nhạc. Nó không phải được trình diễn trong môi trường đúng của nó. Và công tác đào tạo của chúng ta cũng vậy vì sau khi ra trường sinh viên không có việc làm. Đấy, người học loại âm nhạc này họ không biết đi đâu cả thế nên chúng ta sẽ không tuyển được và cần một cái xây dựng ở nhật thì trong các trường đại học đặc biệt là trường đại học về âm nhạc đều có cái cái môn loại nhã nhạc đây là một cái hình ảnh về diễn gagaku của nhật bản và đây là aac của hàn quốc à, hàn quốc thì hiện nay họ phát triển rất mạnh như này và có thể nói là gần như nguyên bản nhất Và một số ý kiến nghị tôi nghĩ rằng là có thể ở phía cả các đơn vị nhất là chính quyền có thể suy nghĩ thứ nhất là cần tìm kiếm sự hợp tác công tư làm sao mà nó hài hòa giữa nhà nước đầu tư và các đơn vị tư nhân để phát triển các sản phẩm văn hóa và cụ thể ở đây thì tôi muốn đang nói tới nhã nhạc và nhã nhạc khi mà xây dựng hình ảnh thương hiệu thì tôi thấy rằng là các đơn vị của nhà nước chúng ta thường không có một cái bộ phận chuyên trách thành ra nên để cái 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 phần xây dựng cái, dành cho cái các đơn vị tư nhân vì họ rất là năng động rất sáng tạo và có rất nhiều nguồn khác nhau để có thể xây dựng nhà nước chỉ mang tính định hướng xây dựng nhiều hoạt động sáng tạo nghệ thuật với chủ đề khai thác di sản à, hiện nay thì ở các nước như Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì tôi biết rằng là các chuyên gia khi mà họ họ sáng tác họ tổ chức rất nhiều cuộc thi lấy chất liệu từ âm nhạc cung đình, âm nhạc truyền thống để có những tác phẩm mà làm những festival rất là lớn, một năm có thể một đến hai cái hoạt động như vậy. Về xây dựng các hội nhóm thì hiện nay tôi thấy ở Huế cũng có nhưng mà hình chưa cái hoạt động về âm nhạc cung đình là vẫn chưa có. ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì có một số nhóm các bạn trẻ thuộc các câu lạc bộ về truyền thông, thì họ rất quan tâm đến hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là những cái nghệ thuật truyền thống. Và một cái quan tôi rất quan tâm đó rằng là cái việc xây dựng cái chương trình trong học đường à, hiện nay thì kính thưa quý vị rằng là chúng ta có một cái nền giáo dục từ cấp 1 đến cấp 3 đã bắt đầu được quan tâm đến âm nhạc nghệ thuật à, nhưng mà cái tính đặc trưng của từng vùng miền ấy, ví dụ tôi nghĩ rằng hoàn toàn ở huế khi mà đưa vào giáo dục ở trong học đường của huế thì có thể tập trung thêm vào những cái nội dung làm sao mà các em học sinh nó phải yêu được cái văn hóa truyền thống, yêu được cái âm nhạc truyền thống của Huế thì sau này nó tạo thành một cái sự tự hào mà như nãy hình như là anh anh Dương cũng có nói đến cái vấn đề tự hào của người Huế đối với cái sản phẩm của Huế thì tôi nghĩ rằng không có cách nào tốt hơn là đưa vào hệ thống giáo dục quốc dân. Và một cái sản việc nữa tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể làm được hiện nay đó là việc đề nghị cùng với cả Bộ Văn hóa để đưa vào chuyện đào tạo âm nhạc cung đình nó nằm một môn chính thức trong các trường các học viện âm nhạc hiện nay thì chỉ có học viện âm nhạc Huế ở nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có dạy xin thưa là có dạy nhưng nó chỉ có một vài bài thôi nó không chính thống là là nhạc cung đình nó chỉ được biết rất là sơ 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 thôi và về mặt kinh doanh thì tôi cũng xin thưa tôi cũng không phải là nhà kinh doanh thì tôi cũng xin gợi ý một tí là có thể đầu tư hình ảnh của nhạc nhạc nó đẹp hơn à, đồng ý là truyền thống nhưng chúng ta giống như cái áo dài của các phụ nữ hay các anh thì sáng nay anh anh giám đốc sở anh có nêu ạ, thì tôi thấy rằng là cái áo dài cũng thế, hay là sản phẩm của chúng ta về văn hóa, chúng ta có thể bảo tồn nhưng chúng ta có thể tìm cách để làm cho nó đẹp hơn và nó phù hợp hơn với cả thế kỷ 21, phù hợp hơn với cái thời đại với những yêu cầu nhìn bằng mắt rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng là cái chiến dịch truyền thông, xứng tầm và đầu tư hình ảnh cho nhãn nhạc là rất quan trọng trong tương lai. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.